chào các em học sinh 2002 yêu mến. Năm học 2017-2018 đã kết thúc, 1/3 chặng đường phổ thông các em đã vượt qua. Chỉ còn mấy tháng nữa là các em lại đặt chân lên đường đua khốc liệt và năm học mới, năm học lớp 11 và là một năm học vô cùng quan trọng đối với tất cả các em. Bởi năm học này có nhiều kiến thức được cho là khó nhất trong suốt chặng đường cấp 3. 3 tháng hè cũng là thời gian quý báu nếu các em biết tận dụng để trau dồi vốn tri thức cho mình. Hiểu được những mong mỏi và nhu cầu học tập của các em, tuyển sinh 247.com xin chính thức thông báo khai giảng các khóa học cơ bản lớp 11 năm 2018-2019 với đầy đủ các môn toán, lý, hóa, văn, anh, sinh, sử, địa. Vậy điều gì nổi bật của tuyển sinh 247 đã thu hút học sinh trên mọi miền Tổ quốc? Đó chính là nội dung học bám sát vào sách giáo khoa với đầy đủ kiến thức cần thiết, đội ngũ giáo viên giỏi, nhiệt huyết với bài giảng dạy đầy chất lửa, khối lượng khổng lồ các bài tập chất lượng có đáp án với lời giải chi tiết, rèn luyện cách trình bày để đạt điểm tối đa. Không hiểu có thể hỏi đáp ngay, giải đáp mọi thắc mắc trong vòng 30 phút, kiểm tra định kỳ 15 phút, 45 phút có đáp án, hướng dẫn giải chi tiết. Học sinh có thể học bất kỳ khi nào và bất kỳ ở đâu thông qua video bài giảng với các thầy cô, xem đi xem lại vô cùng tiện lợi. Để tạo điều kiện cho thật nhiều các bạn học sinh được sở hữu những khóa học trên trang cùng những ưu đãi hấp dẫn nhất, nhân dịp khai giảng, tuyển sinh 247.com khuyến mãi giảm giá 30% duy nhất từ ngày 1 tháng 6 năm 2018 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2018. Các bước để học và hưởng khóa học như sau. Bước 1 là đăng ký thành viên. Có 2 cách để đăng ký thành viên. Các em có thể đăng ký thành viên ở góc trên và bên phải của màn hình hoặc là sử dụng tài khoản Facebook để đăng ký tài khoản. Bước 2 là nạp tiền vào tài khoản. Các em có 2 cách để nạp tiền vào tài khoản. Cách thứ nhất là chuyển tiền qua ngân hàng thông qua một trong các phương thức như là qua cây ATM tại quầy ngân hàng hoặc là dịch vụ Internet Banking. Với tất cả hình thức nạp tiền trên ngân hàng, học sinh được tặng thêm 10% giá trị tiền nạp. Cách thứ hai là sử dụng dịch vụ thu tiền tại nhà COD. Với hình thức thanh toán này, khi các em đăng ký khóa học trên trang thì sẽ được gửi một mã kích hoạt tới địa chỉ nhà qua đường chuyển phát nhanh COD. Thu tiền trực tiếp với nhân viên giao mã. Đối với hình thức này, các em vui lòng đợi từ 3 đến 5 ngày, nhân viên bưu điện sẽ chuyển mã kích hoạt tới tận nhà cho các em. Một lời khuyên dành cho các em là nên sử dụng việc chuyển tiền qua ngân hàng để nhận mua được các khóa học với giá rẻ hơn khi được tặng thêm ưu đãi 10% số tiền nạp và có thể học được luôn mà không phải chờ đợi. Bước 3 là vào chọn khóa học và bắt đầu ngay chương trình học các em nhé. Mọi thắc mắc các em vui lòng liên hệ vào hotline 0962 951 247 để được giải đáp một cách nhanh nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em!